Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Mình là trưởng Star đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Zioma. Đó, và đây cũng là trận cuối cùng mình sẽ lên cái rank kim cương nha anh em. Đấy, kim cương đang chờ ta rồi anh em ơi. Và trận đấu này mình sẽ đi rừng, chắc chắn rồi. Thì anh em cũng biết rồi, nhà vô địch game TV mới thua ADN ấy, bằng và đặc biệt là Anik sẽ chơi cái con tướng Zioma đi rừng. Ok, thì ngày hôm nay mình cũng đua đòi tí nhở. Đó, ăn rừng đừng cho Murat nội tại. Rồi ok, dĩ nhiên rồi. Và như vậy gặp ngay cái thanh niên trôn kìa. Giời ơi, cái thanh niên mất rậy, mất rậy nhất của năm luôn. Ok, không sao cả, mình sẽ đợi cái con bùa xanh nó vào rồi mình lại farm lại. Khổ quá cơ, gặp những cái thanh niên trôn vậy là nguy hiểm lắm. Ok, mình sẽ dụ nó ra xa tí. Đấy, dụ như vậy thì thanh niên Grank không biết nó có kéo được không. Rồi, vẫn kéo luôn. Rồi, như vậy mà thanh niên đã kéo nhầm phải mình rồi. Và chắc chắn là con blue này sẽ mất. Ok, nhận được ngay bùa lực sĩ. Rồi, giờ mình sẽ đi đánh nhau cùng Teme. Rồi, hay quá. Muzat ở đây, liệu Muzat có chạy được không? Thanh niên đang rất là nỗ lực. Và như vậy là chắc chắn Tulen sẽ lên bảng rồi. Hay quá bạn ơi, hay quá, chiến công đầu dành cho Tulen anh em ạ. Rất là tuyệt vời ông mặt trời. Ok, và như vậy là mình sẽ sọc luôn cái thằng này. Đó anh em thấy chưa, cái nội tại con này ấy, mà khi anh em kết hợp với lại cái chiêu 2 ấy, sát thương gây ra nó rất là trâu. Đấy, còn cái chiêu 1 con này thì rất là giống Narcos rồi. Nói chung là con này, vị tướng này thì cũng cơ động. Bảo sao ông Anik ông chơi là phải thôi. Đó, anh em có thể tập luyện con này đi rừng được. Hiện tại là cái mùa này ấy, nó dành cho đấu sĩ rừng thôi. Chứ xạ thủ đi rừng nó không ăn thua nữa rồi. Vẫn đi được nhưng mà nó không khỏe như ngày xưa đâu anh em ạ. Ok, giờ mình sẽ lụm ngay con sói. Nó sói ơi sói à. Đấy, bye bye sói nha. Rồi ok, được 62 tiền rồi. Đấy thì anh em cứ tích cực mà farm thôi. Đấy, do mình đánh nhau quá giờ mình thọt rồi anh em ạ. Mới cấp 2 mà đã chưa lên cấp 4 luôn. À đâu, mới phút thứ 2 mà chưa lên cấp 4. Bình thường là 1 phút 30 giây là phải lên cấp 4 anh em ạ. Anh em đi rừng chú ý nhá. 1 phút 30 là phải lên cấp 4 và đi ganh luôn. Không có là thọt sấp mặt anh em ơi. Ok, rồi luôn, sọc ngay con rơi quỷ. Tuyệt vời. Hiện tại là tỷ số team mình đang 2-0 anh em ạ. Chắc có khi là trận đấu này sẽ thắng thôi. Kim cương đang đến rất là gần. Qua cái mức kim cương này thì anh em có thể là đánh nó được nâng cao trình độ hơn, không như cái mức rank bạch kim với lại vàng. Đánh toàn gặp mấy cái thanh niên trôn game các kiểu là điểu, không lên được trình anh em ạ. Và đặc biệt anh em test tướng vậy thôi, anh em cứ test ngay vào cái đấu hạng cho mình thì anh em mới lên tay được. Đấy, chứ anh em mà đánh thường cũng không ăn thua đâu. Đây, như vậy là Murat đang bên này ganh. Và như vậy là thanh niên này sẽ sấp mặt thôi. Ok, chưa kịp làm cái gì thanh niên đã đập mặt vào mình vào chết rồi. Ok, chọc luôn, chơi luôn cái thanh niên G-Rank này. Ôi, vãi cả trưởng Teme ra cay ắt luôn. Đánh nắm thối vãi cả trưởng à. Ok, giờ mình sẽ farm nhá. Anh em thông cảm vì lý do tại sao mà mình không làm video cho anh em xem được. Và tại sao là cái giọng của mình dạo này nó không được to rõ ràng cả. Bởi vì sao? Bởi vì ở xóm mình nó có cái ông mà đang bị bệnh em ạ. Gào to là bị ăn chửi ngay. Rồi, ok, chơi luôn. Đập luôn, sói Amazon à. Sói ơi, bye bye. Đấy, bởi vì sao? Thôi, may quá vẫn còn ulti luôn. Ok, chơi luôn này, ulti luôn này. Ui, ok đỉnh mày, sao lại sốc đam quả đấy vậy không biết. Đấy, bởi vì sao mà mình không nói to? Bởi vì là ở xóm mình có cái ông đang bị bệnh. Đấy, cho nên là mình phải bình luận nhỏ lại, vặn volume nhỏ hết cỡ, không có làm bị chửi sấp mặt luôn. Ok, rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình lên đào ganh nhé anh em. Ok, con này thì mình nghĩ là cũng không nên ăn bột xanh đâu, nhưng mà do cái tình cảnh mà AD không biết ăn bột xanh ấy thì mình cứ nượm được dùm thôi. Đấy, AD đáng nhẽ là cái trận đấu này thì AD phải ra phép bột xanh này, nhưng mà thanh niên không thèm ăn. Ok, không ăn thì mình ăn thôi, có gì đâu, mồi ngon thì cứ đớp thôi. Ok, như vậy là thanh niên có chạy được không? Ulti luôn này. Rồi, thanh niên đóng ngay cái bất tử và cuối cùng chạy về rồi. Và Murat đã ra, thanh niên có vẻ là hổ báo cá trồn đấy. Rồi, chắc chắn là Murat sẽ phải lên bảng rồi. Ôi, thanh niên chạy về rồi. Ok, và mình sẽ đuổi đến cùng này. Mình đố bạn Murat chạy được luôn. Chạy đi đâu? Ôi, nó vẫn chạy được luôn. Hên vãi cái trưởng à. Ôi, không sao.
Đây giờ mình sẽ biến về này, đó. Ulti luôn này, đó, xịch 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 xịch. Nó cứ phải gọi nó mắc là phê các bạn. Chơi luôn này, ok hay. Rồi, Temer ra choáng, rồi, bộc phá luôn. Bạn Temer đánh rất là hay anh em ơi. Ở Temer thì hiện tại là cái mức rank kim cương này và cao thủ ấy thì cũng hay cấm nhiều anh em ạ. Còn cái mức bạch kim ở lại thì không nói gì rồi. Đấy, úi dồi, tí nữa sấp mặt thôi. Thanh niên mù rát ulti nhưng mà mình vẫn chưa chết. Rồi, giờ mình bị sợ chết anh em ạ. Đèn quá. Định lao vào đập luôn mà cuối cùng là dính ngay cái chiêu 2 của nó, sấp mặt luôn. Ok. Đấy mà mình không hiểu tại sao mình đang gào nhiều rồi giờ bình luận theo cái giọng bé ấy. Lánh nhau nó kiểu khó chịu ấy. Mắc khó chịu luôn. Thôi rồi, hy vọng là cái ông hàng xóm ấy. Không, mình sẽ nghĩ một cách thôi. Làm vậy không ổn được em ạ. Ok, như vậy là đấy, sọc ngay cái một đỏ này. Đấy, rất là bình tĩnh. Trời ơi. Đấy anh em thấy chưa, Murat này. Đây mình sẽ bắt bài của Murat này. Đấy chưa anh em thấy chưa. Nó lại biến về cái bóng cũ thôi. Vậy thì Murat có chạy được không? Rồi, hay quá, cướp được ngay con sói rồi. À con nhện. Đây thanh niên không biết cái gì. Ok chơi luôn. Ấy, nó lại biến về vòng cũ rồi. Đây giờ mình sẽ nơ nừa thôi. Rồi, thanh niên này. Ok sấp mặt luôn, siêu việt. Dành cho Temer. Temer có dậy được rồi. Nhưng mà thanh niên vẫn sấp mặt. Đó, rất là tuyệt vời. Sọc luôn này, ulti luôn này. Rồi, thanh niên chạy đâu. Ok, trời ơi, tí nữa sấp mặt kìa. Hay quá. Rồi, Azi vừa băng trụ nhưng mà vừa ăn được một mạng thì đã phải trả một mạng. Thật sự là không công bằng. Đồng đội mình như vậy, tại sao lại như vậy? Không hiểu luôn, khó tả. Hiện tại tỷ số là 11-6 anh em ơi. Hy vọng trận đấu này sẽ thắng. Ăn quái rừng đi các ông. Ông này có vẻ là dậy đời kinh khủng luôn ấy. Rồi, né được ngay chiêu ulti của Grank. Và chắc chắn là thật anh như Grank sẽ phải lên bảng. Ok, chà chà cũng chất phết. Rồi, liệu có chạy được không? Rồi, vẫn sấp mặt luôn. Vãi cả trưởng. Đúng là bị thanh niên mấy thanh niên này cho ăn chuối cả nải luôn. Mù rát hiện tại là đang rất là phế rồi. 3k4 tiền. Anh em, đó anh em đừng có tưởng là Real Man đi rừng yếu nhá. Về trang bị của con này đi rừng thì anh em cứ nên một cái thương xuyên phá với lại một cái đồ rừng tăng máu ấy khi mà anh em pháp quái ấy. Và lên một món xuyên giáp nữa, một món kiếm Muramasa. Rồi sau đó anh em đóng mắc tanh cho mình. Ok. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục ăn bùa con bùa đỏ này. Thì mình đang tập trung đánh nhau rồi. Anh em bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh em ơi. Đừng có nóng máy mà cháy bộ gì. Đợi mình lên đã rồi đánh nhau. Chưa muộn mà bạn ơi. Ok, Temer vẫn còn ulti mà. Lo cái gì, ok. Lên đớp được luôn hai mạng này. Ok. Xịch xịch xịch. Nhưng mà thấy mấy thanh niên chạy về hết rồi. Thôi về 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 chạy. Chạy về ngay. Đó. Úi dồi ôi. Đó anh em thấy chưa. Tí nữa thì sấp mặt kìa. Thôi thôi thôi, mình biến về cái đã anh em ạ. Rồi luôn. Thanh niên Grank đang có ý định kéo mình. Nhưng mà cái bàn tay của bạn là bàn tay nó rất là ngắn, không để kéo được luôn. Rồi Murat gắt quá. Rồi giờ mình sẽ bình tĩnh mà farm anh em ơi. Anh em chú ý là đi rừng là farm hết quái rừng nhá. Và chú ý đép đường. Đó anh em chưa. Mình quan sát bản đồ rất là kỹ lưỡng. Cứ có quái ra là mình sẽ ra mình đép luôn. Ok. Và tích cực farm nhá. Farm và farm hết phần của người khác. Rồi chấm than trên đầu. Hỏi chấm. Và như vậy là các đồng đội của mình có ý định gì đây? Grank đang ra, ok Grank. Rồi, hút luôn nhưng mà bị luôn cái chiêu chiêu choáng của Temer, ok. Mình đã đớp được mạng rồi, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời. Như vậy Temer băng vào. Như vậy là AD chỉ có lên bảng điểm số đớp Birkin dành cho mình. Đó, anh em chú ý là chơi con này giữ khoảng cách thôi. Đó, đưa ra mà đưa vào giống kiểu Nakroth ấy. Đấy, rất là bình tĩnh. Như vậy là, ôi. Ôi, trời tí nữa sấp mặt kìa. Thôi em chạy, đó. Hên quá anh em ơi, tí nữa sấp mặt rồi. Thôi giờ mình sẽ bình tĩnh mà farm thôi.
Đó, bình tĩnh nhá. Rồi, ok, biến về cái đã. Đây, từ từ mình sẽ biến về cái đã. Đây, ăn luôn cái con rơi quỷ này. Không biết là tem này có thắng được không, nhưng mà hiện tại nó đang rất là hồi hộp, căng thẳng. Nên cái mức rank kim cương mà căng thẳng của anh em ơi. Và bao giờ mình nên cao thủ, mình sẽ lại làm một cái clip review nha anh em. Một cái vị tướng mà trận cuối nhá. Đó, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Đấy, hy vọng là cái kênh của mình sẽ được phát triển. Hiện tại là cũng nói chung là view hiện tại là giờ nó cũng đang tạm tạm rồi. Đấy, mình biết là tất cả anh em, nhiều anh em quý mình lắm, nhưng mà cũng có nhiều anh em ghét mình. Mà thôi, ghét thì thôi cũng kệ, mình làm vui chơi giải trí, có sao đâu. Nhưng mà anh em thông cảm đấy. Rồi, như vậy là có một pha gọi là tập thể dục free anh em ơi. Định mệnh, trưa nắng nồi tập thể dục, phải cái trưởng luôn. Ok, cả theo lát luôn, đứng trong bụi tập thể dục rồi. Nó do lát anh em ạ. Hiện tại mạng đang rất là nát, bình xanh mà vẫn nát anh em ơi. Đấy, mạng hát cộng mà vẫn nát kìa. Rồi, ok, di chuyển rồi. Đây, hy vọng là đừng có lag nữa nhá. Lag là thua trận hạng của tôi đấy. Ok, như vậy là mấy thanh niên kia đang đánh nhau kìa. Đây, mình sẽ làm mình cứu luôn. Hay quá. Rồi, tèo mè làm sốc đam luôn. Rồi, mấy thanh niên chạy đi đâu. Ok, ôi, nhảy ra mà cuối cùng cũng được mạng luôn. Ok, giờ mình sẽ tập trung để trụ. Đó, anh em chú ý là dùng chiêu 2 nó phải chuẩn nhá. Mình là mình vẫn còn gà, mình mới tập chơi con này đấy. Đó, ulti luôn này. Ok, truyền thuyết luôn. Rồi, ok, mình chạy. Ấy, trời ơi, sao tem me không ulti cho mình luôn. Không thì lấy mà, lấy thân thể của mình ra mà đỡ cho mình nữa. Tại sao này, để mình sấp mặt ra vậy. Chịu luôn. Ok, tem đang tập trung để trụ. Chắc chắn là trận này sẽ thắng thôi. Bởi vì hiện tại là đang rất là xanh. Bây giờ mình sẽ nên thức dậy và mình sẽ lên một phát là thẳng luôn đấy. Tem thiếu mình là không thắng được. À ừ, đúng rồi, không thể thắng luôn đấy chứ. Đó, AD đang bắn rất là đau luôn. Rồi, Crest thì một mình đang cân 3, cân 4, cân 5. Tem me thì đang ở dưới đây. Chắc chắn là tem mình sẽ chết hết rồi. Đó em chưa. Thật ý, thật sự là sẽ chết hết. Ok, giờ mình sẽ farm cái con bột đỏ này đã. Rồi, tem me đang lên rồi. Bình tĩnh em ơi, đợi mình. Đi chung để mid là win. Dĩ nhiên là win rồi bạn ơi. Đó, anh em có thể thấy là sức mạnh của con Zioma đi rừng rất là khỏe nha anh em. Và độ ít bữa nữa thôi thì con Zioma sẽ được bán bằng vàng. Ok, ulti luôn này. Ơ, mình đang có ulti sợ cái gì. Ulti của tem me hồi cho. Ấy, thanh niên sậy đi đâu. Ok, 9 mạng. Đúng là thơm. Đó, xin luôn có một xanh nha anh em. Ok, giờ sẽ lên đếp đường mà win luôn thôi anh em ạ. Để lâu cứ trâu hóa bùn không được đâu. Một cái trận đấu tầm 13 phút này anh em phải kết thúc rồi. Ok, chơi luôn này. Ulti luôn này. Đố thanh niên chạy luôn. Một mạng này, ok. Chỉ cần dùng chiêu 1 và thôi là thanh niên cũng đủ chết rồi. Ok, để trụ luôn. Bỏ qua đồng đội và bỏ qua tem địch đi. Để trụ luôn. Rồi, chiến thắng đang chờ ta rồi. Đó. Rồi, kim cương đâu? Liệu kim cương có về ta không? Chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa. Rồi, một chút nữa. Ok. Phiêu anh em ơi. Ok, như vậy là clip của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và mình đã lên được kim cương. Và chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Giờ thì bye bye tất cả nhá. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nhá. Mà yêu anh em.